các bạn có thể thấy hai bên đường cái hàng cây đang rụng lá nè. Và hồi bữa mình quay cái này là cái cây nó đều xanh hết ha, mọi người thấy không, bây giờ nó chuyển qua màu vàng nè, mà ngoài đường đó lá rụng rất là nhiều luôn. Cái này chắc khoảng thêm một tháng nữa, không chắc một hai tuần nữa, bạn có thấy là mấy cái này nó sẽ chuỗi lá hết. Cảnh rất là đẹp ha, thì mùa thu rất là lãng mạn luôn, nhưng mà bị một cái là lạnh thôi. Bên đây nhiệt độ ở ngoài đang là 12 độ C. Xin chào các bạn. Bọn mình vừa tới chỗ đậu xe ha. Bây giờ thì mình em mà và Vincent. Hi Vincent. Yeah, cái kẹo á. Vincent đang chụp vậy à, đang tập trung ăn kẹo. Thì giờ cái nhà mình sẽ đi dạo ở trong rừng để cho mọi người thấy là bên ở ngoài mùa thu nó như thế nào nha. Ok, yeah. Để mọi người thấy ha. Trước mặt mình nè. Đó, lá rụng quá trời luôn. Đây, quay xuống cho mọi người coi. Đó, bên hình đi nè, toàn là lá và lá. Yeah, lá cây á con. Ở đây, trước mặt là khu rừng đây. Mọi người thấy không, ở dưới đất là lá rụng đầy hết đất luôn. À, đi. Đi đây là nghe lá sụp sạc, sụp sạc. À, cái này là Kuhus Kosti. Rồi, à, bây giờ mình đi vô rừng ha. Yeah, let's go. Đó. À, mọi người thấy không? Đường thì nghe lá ngập tràn luôn. Đi nghe xào sạc đã chưa? Đó, Robin sạch hoài. Ha, bây giờ là mới vô mùa thu thôi nên cây nó vẫn còn rất là xanh. Tới để khoảng 1-2 tuần nữa khi mà nó vô tới đúng thu luôn á, thì mình sẽ đi một vòng quay nữa thì mọi người thấy tất cả các lá đều sẽ màu vàng hết, hoặc là cái cây nó sẽ rụng lá hết luôn. Đó, có mấy cái cây màu vàng ha, mấy cây màu vàng nè, còn mấy nào vẫn xanh nè. Đó. Đấy, có hai mẹ con vui ha. Yeah, cây rụng quá trời luôn hai con ha. Nhìn vậy thôi nhưng mà thật sự là lãng mạn nha, nhưng mà thật sự là rất là lạnh luôn. Nhiệt độ bây giờ mọi người, nếu mà quay cái này, nếu mình may mắn mình nghe tiếng gió thổi vù không, là nhiệt độ đã là 12 độ mà còn thêm gió thổi nữa nên lạnh nước rất là lạnh luôn. Kể mà ba chùm kính mít à, Vincent nè, cũng đây nè, ba áo. Hi Vincent. Thì bên Bắc Âu mà nhiệt độ trung bình quanh năm bên Bắc Âu á là khoảng 5 độ C quanh năm. Wow. Thì mùa hè nằm sẽ nằm cao nhất luôn á, là khoảng 30 độ hơn một xíu. Bên đây là mùa hè hơn 25 độ gọi là nóng. Còn dưới 25 độ gọi là mát mát. Nhiệt độ trong nhà là khoảng 20 độ quanh năm. Và nhiệt độ ngoài đường thì tới mùa đông có thể âm mười mấy độ luôn. Nhưng mà dạo gần đây thì giống như là nóng lên của toàn cầu á, nên dạo gần đây không thấy âm nhiều lắm. Âm 5-6 độ thì chắc có. Và tuyết rơi thì nằm vào khoảng tháng 12, tháng 1 và tháng 2. Tháng 3 cũng có nữa. Tháng 12 thì hơi hiếm một tí. Nhưng mà bây giờ thì đang vô mùa thu ha. Bây giờ tháng 10, tháng 11, 12 có thể tính là mùa thu ở bên Đan Mạch. Rồi. Gì vậy con? Ồ, cái lá, lá cây á. Wow, lá cây á. Yeah, à, bỏ xuống đi, bỏ xuống đất đi con. À, đi tiếp, đi tiếp, đi. Yeah, lá cây nhiều quá hả? Ừ. Ôi.
Citizen, see con, see. Wow, đẹp quá. Cái mà lạnh không? Lạnh đó hả? Người châu Âu, người Đan Mạch, Bắc Âu gì mà chịu lạnh dở vậy? Phở đồ sô tố thì cho là cái là cool. Tính là châu Á mình còn chịu chơi hơn nha. Mà yếu quá. Bây giờ gia đình mình xuống biển ha. Ui, rất là mạnh luôn. Trời lạnh mà xuống biển là chị đóng băng. Nhìn cái gì vậy Vincent? Ôi cái gì á? Wow. À vách đá biển hả? Wow. Biển đẹp quá ta. Yeah, biển đẹp quá. Nè xí. Thì chỗ này là khu vực tắm khỏa thân ở đây. Cedric Lever, Vizca Bé Mé làm scape ở đây ta. Cái bé nói làm sao? Để cho bé Oscar ở đây dám nha. Wow. Ai á? Yeah, ai á? Chị nào á? Oh, con này nằm ở đây từ năm 1960 luôn. Victor Federis. Đẹp ha. Có anh này đứng nè. Ai dễ thương chưa? Tháng 7 năm 1959. Thằng này đứng đây cũng lâu lắm rồi. Hai bên chân ha. À tưởng á. Đây, đây là gấu mẹ với gấu con. Sao Emma và Vincent. Sao Emma, đây đôi con gấu. Đây đôi con gấu. Yeah. Gấu dễ thương không kìa. Hi Vincent. Anh sao? Yeah, wow. Mình nghĩ cà phê ở chỗ.